Facebook sập web gây náo loạn, Mark Zuckerberg mất 59.200 tỷ đồng trong nháy mắt. Tối ngày 5 tháng 3 theo giờ Việt Nam, một sự cố kỹ thuật đã bất ngờ xảy ra với Facebook, Messenger và Instagram, khiến cho hàng loạt người dùng trên toàn thế giới gặp phải tình trạng bị tự động đăng xuất khỏi tài khoản của mình. Dù đã được nhanh chóng khắc phục trong vòng một tiếng đồng hồ, thế nhưng sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến người dùng của các ứng dụng này mà còn khiến cho ông chủ của Meta, Mark Zuckerberg, phải chịu thiệt hại nặng nề. Cụ thể, vào thời điểm xảy ra sự cố, giá cổ phiếu của Meta, tập đoàn sở hữu các ứng dụng kể trên, đã bất ngờ bị giảm xuống gần 2% trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 3, dù ở các phiên trước, cổ phiếu của tập đoàn được ghi nhận đang trong đà tăng trưởng. Việc giá trị cổ phiếu giảm 2% cũng khiến cho khối tài sản ròng của Mark Zuckerberg giảm khoảng 1,37%, tương đương với số tiền khoảng 2,4 tỷ USD, tức là khoảng 59.200 tỷ đồng. Sau sự cố sập web, Mark Zuckerberg cũng đăng tải thông điệp trấn an người dùng trên mạng xã hội. Thư giãn đi các bạn, đợi vài phút là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Hiện tại, các ứng dụng thuộc sở hữu của Meta đều đã hoạt động trở lại bình thường.